Sáng ngày 31 tháng 7, có 4.060 ca mắc COVID-19, gần 6 triệu liều vaccine đã được tiêm chủng. Bản tin dịch COVID-19 sáng ngày 31 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, 4.060 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 2.503 ca. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 141.122 ca. Hiện cả nước đã tiêm chủng gần 6 triệu liều vaccine COVID-19. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 7 đến 6 giờ ngày 31 tháng 7 trên hệ thống quốc gia. Quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.060 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh 2.503, Bình Dương 868, Đồng Nai 222, Tiền Giang 123, Bà Rịa Vũng Tàu 76, Cần Thơ 55, Vĩnh Long 48, Bình Thuận 38, Đồng Tháp 31, Phú Yên 28, Kiên Giang 16, Đắk Lắk 11, Sơn La 10, Bình Định 9, Thừa Thiên Huế 4, Quảng Trị 4, Đắk Nông 4, Hà Nội 3, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 2, Hậu Giang 2, Kon Tum 1, trong đó có 973 ca trong cộng đồng. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến sáng ngày 31 tháng 7, Việt Nam có 141.122 ca mắc, trong đó có 2.235 ca nhập cảnh và 138.887 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 137.317 ca, trong đó có 32.710 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, tổng số ca được điều trị khỏi 35.484 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 411 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 21 ca. 197.912.842 ca mắc, trong đó 178.852.782 khỏi bệnh, 4.222.242 tử vong và 14.837.818 đang điều trị, 87.502 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca mắc của thế giới tăng 590.090 ca, tử vong tăng 8.236 ca, châu Âu tăng 132.221 ca, Bắc Mỹ tăng 107.586 ca, Mỹ tăng 76.992, Nam Mỹ tăng 66.219 ca, châu Á tăng 249.554 ca, châu Phi tăng 34.148 ca, châu Đại Dương tăng 1.443 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 84.812 ca, trong đó Indonesia tăng 41.168 ca, Malaysia tăng 16.840 ca, Thái Lan tăng 17.435 ca, Philippines tăng 8.562 ca, Campuchia tăng 668 ca, Singapore tăng 139 ca, Myanmar chưa công bố số liệu. Tình hình xét nghiệm: số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 5.853.565 mẫu cho 16.900.185 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19: trong ngày có 407.283 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 5.931.376 liều, trong đó tiêm một mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày: hội nghị trực tuyến chính phủ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế sẽ thiết lập trung tâm hồi sức tại Bình Dương, hỗ trợ để nhanh tiêm chủng của tỉnh Bình Dương. Bộ Y tế ban hành quyết định 3.616 /QĐ-BYT phê duyệt đề án tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng. Theo nội dung đề án, Việt Nam sẽ có 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và được đặt tại 12 bệnh viện. Đồng thời, Bộ Y tế giao chỉ tiêu về số bệnh giường hồi sức tích cực cho mỗi trung tâm từ 200 đến 3.000 giường. Bộ Y tế ban hành công văn số 6140/BYT-KCB ngày 30 tháng 7 năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc huy động các cơ sở khám chữa bệnh tham gia phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề nghị địa phương huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh COVID-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở. Tỉnh Bình Dương lập bệnh viện dã chiến số 3, số 4 tại thị xã Bến Cát và huyện Bầu Bàng với tổng quy mô 8.000 giường. Đến nay, tỉnh Bình Dương có 4 bệnh viện dã chiến với 16.000 giường bệnh. Dạ vâng, cảm ơn bà con vừa xem xong video ngắn chia sẻ về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như trên địa bàn cả nước. Nhờ bà con mình chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để tiếp tục được cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như là trên địa bàn cả nước. Thì có những thông tin nào mới thì miền Tây Hậu Giang cố gắng cập nhật nhanh nhất và sớm nhất để cho bà con mình sớm nắm bắt được những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19.
Thì mình tại Hậu Giang cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã theo dõi cái video. Thì nhờ bà con mình chia sẻ cho nhiều người được biết, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh Miền Tây Hậu Giang ạ. Vâng, Miền Tây xin chào, hẹn gặp lại.